hai một phòng có 28 năm, nhưng vì chương trình của con nên không đến được, nên có gì con hàng truyền cho sự người ta xong. Và chúng ta cũng cảm ơn người nhà và cháu của bác Giáng là Trang Rung đã đến cùng với cầu nguyện và học đoàn kiếm Chúa và đoàn tế cho nên chúng con hôm nay. Cảm ơn Trang Rung. Và con xin có một con cao xin chào đón quý sư.